Thưa quý vị, thành phố Biên Hòa là trung tâm chính trị kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai, đồng thời cũng là nơi tập trung đông đồng bào Công giáo. Do đó, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, phân tuyến, hướng dẫn giao thông, chống ùn tắc giao thông. Ghi nhận của phóng viên online cùng DNTV ngay trong đêm qua. Trong đêm Noel tối qua, Công an thành phố Biên Hòa đã huy động gần 350 cán bộ chiến sĩ và thành lập 24 chốt kiểm soát để phân luồng, phân tuyến, hướng dẫn giao thông, chống ùn tắc trên tất cả các tuyến giao thông trọng điểm. Riêng tại các nhà thờ, khu vui chơi có lượng người đông, Công an thành phố cũng giao cho công an các phường thành lập các tổ công tác thường xuyên tuần tra giải quyết những vấn đề liên quan đến trật tự công cộng xung quanh những khu vực này. Người dân cảm thấy rất tự tin và yên tâm khi đi chơi lễ. Tôi hôm nay đi chơi Noel thấy rất là vui khi có mấy anh công an hỗ trợ đường. Tôi cũng thấy rất là vui và chơi Noel nhờ mấy anh công an dẹp đường và gọn hơn. Noel thì em chở cháu đi chơi thì thấy các chú công an rồi dân quân rồi nói chung là bảo vệ an toàn giao thông cho người dân rất là đảm bảo. Dạ, rồi mặc dù là xe rất đông nhưng mà mình rất là đảm bảo về thời gian cũng như là tình trạng xe cộ không có bị kẹt. Ngoài ra, Công an thành phố Biên Hòa cũng tăng cường công tác tuần tra vũ trang, chủ động phòng ngừa và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm lợi dụng lễ Noel để phạm tội, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, tụ tập đua xe trái phép và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đội cảnh sát giao thông xây dựng kế hoạch bảo vệ cho nhân dân vui chơi. Thứ nhất là lễ Tết Trung Thu Noel, rồi thứ hai là bảo vệ cho những cái kế hoạch trong cái tuần lễ mà mừng Biên Hòa 325 năm thành phát triển. Thì riêng cái lễ Noel này thì đội cảnh sát giao thông đã xây dựng là 24 chốt để điều hòa tất cả các giao lộ dễ xảy ra ùn tắc giao thông và các ba tổ tuần tra để phòng chống đua xe trên thành phố Biên Hòa. Bên cạnh đó, Công an thành phố đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường có đồng bào Công giáo tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bà con giáo dân, tổ chức đón Noel an vui, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định về phòng chống cháy nổ.